Vâng, sau khi lợp xong thì thợ bắt đầu hoàn thiện. Chính thức là đi vào khâu hoàn thiện. Bó cột lóc này, cột hai đốc, trụ và hai cột đồng trụ nữa. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 âm lịch và là ngày 20 tháng 5 2024. Chính thức đi vào khâu hoàn thiện. Bó chát trong ngoài, sân hè, lát và tường bao nữa. Và cổng. Đấy, cậu đang đưa cái gạch dây lên kia. Đẹp không? Ngày mai lên mưa thì rất đẹp. Và xong khi lợp xong thì cái khâu hoàn thiện phần mái trước đã tạm ổn rồi. Các cái đường viền nóc này, đường viền hai đầu đốc này, các trụ này. Và bây giờ đang đắp cái trụ cột đồng trụ bên đây. Dự kiến là ngày mai thì sẽ xong được hai cột đồng trụ và phần đốc của hai phía. Và các trụ ở trên nóc và các trụ ở đốc sau, ở phía sau đốc. Và chát được cái bước này nữa thì quay ra chát ở trong nhà. Bước đằng sau đã chát được thế nào chưa nhỉ? Bước hậu ạ. À, thế này bước hậu cũng xong rồi, thế là ok rồi. Thế thì có thể là xây được cả tường bao xung quanh rồi đấy. Nắng quá, tôi đứng ở trong này tôi zoom lại tôi quay cho anh em xem. Đấy, rất là tuyệt vời đấy. Và hôm nay là ông thợ cả Nguyễn Văn Thu đang dỡ cái cốt pha của cái cột tròn này các bác ạ. Đấy. Vâng, chưa dỡ xong cốt pha mà có hai ông đã điện đến mà để mua lại cái thuê lại cái cốt pha cột tròn của ông Nguyễn Văn Thu. Mà trước ông học cấp 3, ông học dốt thế mà sau giờ ông làm thợ ông lại thông minh thế nhỉ. Đấy, ông đang tháo. Bây giờ phải có một người đến giữ cùng với ông như ông nãy ấy. Thế xong rồi tôi cần đứng tôi quay. Đấy, các bác thấy không? Hai vợ chồng bác Thu nha. Ờ, sao lại đi chạy đi, lại cười chạy đi nào? Đứng vào đây thế này. Đây, bà đây này. Ông thì chọc vào, bà thì giữ. Thế mà tháo được cái cột, ôi trời đẹp quá. Tài ghê, đấy. Hai ông bà tháo được cái cột. Đấy, tôi xoay cái bên này cho anh em xem nữa nhá. Đấy, thế là xong rồi. Còn cái việc bó chát và đắp cái quả bầu, quả bí dưới chân nữa thôi. Cái đế cột, sau này ông thợ các ông sẽ đắp cho cái đế ở dưới giống như là một cái viên đá chân cột. Sau đó mình sơn giả đá. Đấy. Còn cái này là sơn giả gỗ. Trên này có một cái đấu trên đầu cột nữa là xong. Đấy, chiều nay là chiều 23 tháng 5 này. Đã bắt đầu sơ chát ở trong nhà rồi. Quay ra không ơi? Không, tôi quay đâu. À, quay.
tôi vừa soi máy điện thoại cho tôi nói thì quay đâu. À, đưa lên Facebook à? Giờ ai đây dùng Facebook? À, xin chào 500 anh em. 500 anh em đang theo dõi nhá. Đấy. Đây được cái gian giữa là được đến tầm giáo rồi. Thì giờ đến tối là toàn bộ ba gian nhà này là xong rồi. Mà 6 người, 7 à gì 5 người đứng trên giáo mà dưới này có một người phụ nữ phụ ở đây. Đấy, giỏi không? Thế mới là người phụ giỏi. Mà lại các ông lại cần bật cả điện để chát nữa ra, người ta không cần điện, nó bật cả điện để chát, tốn điện, tốn cả điện của tôi đây. Mất bao tiền điện cái bóng điện này. Ai đã cần phải điện phải chát. Mà không thì, lấy đèn pin, không thì điện thoại của các ông bật lên mà lấy mà chát. Lấy điện thoại của mình mà đúc vào túi ngực ấy mà vừa làm vừa chát vừa soi. Đi để lấy bóng điện tướng rồi tháp phải chết tôi. Bóng điện nhà tôi hơn 1 năm rưỡi, gần 2 năm nay rồi đấy. Nếu mà giờ đem ra vẫn sáng trắng rồi. Và ngoài này thì đang hoàn thiện nốt cái cột đồng trụ. Phần mái trên là xong rồi nhá. Riêng cái phần mái ngói là nóc này. Nóc là xong hết rồi. Ngày mai là bó đến 2 cái cột. Rồi đắp cái chân cột. Sau đó sơn giả đá. Giống như viên đá chân cột. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 âm lịch này. Công việc đã ổn ổn, chát trong rồi, chát ngoài rồi. Chỉ còn một cái bức ở đằng phía trước giữa các cái cửa ra vào thôi là chiều nay là xong. Đang xây tường bao ở phía sau. Chiều nay thì xây xong ở phía sau thì chắc là nửa buổi chiều là xong. Thế còn đâu là lại bắt đầu chạy theo cái đường này ra cổng. Đổ dâm cổng. Ngày mai là làm cốt pha để đổ mái cổng. Và như vậy là cái bức tường bao phía sau đã xây xong. Cao 1m7. Ngày mai lát nền nữa là 5 phân để còn 1m65. Đấy. Hiện tại giờ xây là cao 1m7. Y án đó, 1m7. Xin chào 500 anh em nhá. Cứ cái lúc mà tôi quay video này, lão Quốc lão cười to lắm, cười hớ hớ. Vâng, còn đây là ông Oanh Được này. Đấy, ông Oanh Được này cũng cười hớ hớ rồi. Cũng cười hớ rồi. À, bây giờ là các anh ấy đang xây hộ cái đường tường bao ở phía bên tay phải nhà thờ. Sắp khánh thành rồi. Từ đầu đốc kéo ra đến trụ cổng. Và cũng xây bằng quy vuông, bằng đằng sau tất, đều là 1m7 tất. Thế còn đâu là vữa lát và gạch lát nữa thì mất khoảng độ 5cm thì là còn 1m65. Vâng, tranh thủ thời tiết nó mát và nó không mưa là các ông thợ đã chát phía ngoài tường bao. Đấy, đây là cái bức tường phao phía sau. Còn đây là sườn này. Đây là sườn bên đằng đúc, đốc nhà bên phía bên đằng đồng ấy. Và ra cổng đã xây rồi.
và phía bên kia cũng xây rồi. Tập trung hôm nay là chát ngoài trời hết vì thời tiết nó báo là 1-2 hôm nữa là mưa, cho nên là còn trong nhà lát xong. Trong nhà đã lát xong, còn hè thì chưa lát. Vì muốn là làm ngoài trời trước. Đấy. Trong nhà lát xong rồi. Chỉ còn xoa mạch nữa thôi. Và hàng chân tường nữa. Có cái nền gạch lát cái nhìn nó sáng hẳn nhà luôn. Thế mà nay mai ốp chân tường xong lại sơn nữa này, rất tuyệt vời. Đây ông Bình ông lên ông ấy bảo ông làm chậu, ông làm cho cái ốp chân cột đây rồi. Ông thu ông bó. Đấy. Ra để ngâm à? À rửa cát, rửa cát. Đấy, đằng bên này là cũng xong rồi. Chỉ có chát nữa thôi. Tính từ nền sau khi lát để lên đến mặt của tường bao là 1m65. Cổng đổ mái rồi. Bây giờ đứng đây là có hai tường bao hai bên nhìn nó đai đáy rồi, gọn gàng. Có cái đoạn trước này phải để khi nào xong hết bắt đầu mới xây bịt và dựng xong. Xây cao khoảng một khoảng 80 phân đến 1 mét, sau đó dựng xong khoảng 70 phân. Xong sắt sơn tĩnh điện. Từ bây giờ trở đi thì công việc thấy rất nhanh hơn. Đấy. Sắp qua cái giai đoạn gọi là khó khăn nhất rồi. Đấy. Mái cổng là đổ bê tông mái vát tại chỗ. Sau đó dán ngói. Cái ngói mà lợp nhà đấy. Khi mình mua đã mua dư thêm 3 mét vuông nữa để lợp lên đây. Đấy, các ông thợ đang lát nốt ốp chân tường và lau mạch. Gấp rút để bàn giao. Vâng, và trong cái cánh thợ xây nhà thờ họ Đỗ này có hai cặp vợ chồng. Đấy, cặp vợ chồng đây là cặp Dung Quốc. Đấy, hai người đang bắt mạch, người thì bắt mạch, người thì lau mạch nền. Đấy, đây là vợ chồng Dung Quốc, còn vợ chồng nữa là vợ chồng ông chủ cánh thợ là vợ chồng Thu Dung. Đấy. Đấy, và một vợ chồng nữa là vợ chồng Thủy Bằng. Đấy, thế là có ba cặp vợ chồng ở đây. Đấy. Họ này là sẽ phát đi nhiều đấy. Vâng, cũng mong là như thế ông anh ạ. Rồi, đây vợ chồng Thủy Bằng thì cũng có mặt ở đây rồi. Thế nhưng mà vợ chồng Thu Dung thì bà Dung chạy về nấu cám lợn trước. Họ tôi được phát đi nhiều đấy. Đấy. Nói thế cái là cái Thủy nó đến gần thằng Bằng luôn. Đấy. Cái này nó cũng là đúng nha.
đặt xong cái đế này. Đặt xong cái đế mà lên cái phần bệ mà của mình xây sẵn. Bây giờ cẩu cái bình phong và hai cái đèn nữa. Để cho đúng mặt luôn nhá. Vâng, và bây giờ chính thức là đưa bức bình phong vào cuốn thư. Cá chép hóa rồng bên nào xem lại đi. Anh quay lại đi. Đấy, quay thế mới đúng. Vào trong này. Anh điện vào bảo khu biên đoạn á, anh điện vào bảo biên. Từ từ đừng hạ để điện. Và mặt cá chép hóa rồng quay vào phía bàn thờ. Sấn bỏ cái trên đi, cho nó sắp xuống. Bỏ cái tờ giấy không lại rơi xuống. Cái tờ giấy kia. Đấy, như cái khớp đèn này là rất khít này. Rất chuẩn này. Đưa nốt cái đèn nữa là hoàn thiện. Bên này là chữ phúc. Và thế là đã lắp xong hoàn toàn bộ cái bức bình phong của nhà thờ. Mai lau chùi cẩn thận xong để vệ sinh sạch sẽ, lau hết bột đá và nước rửa thì tôi sẽ đưa hình ảnh chính thức như thế nào. Vâng, sáng sớm hôm nay mới có 6 giờ cụ tiên chỉ của họ, cụ Ao đã lên để ngắm cái bức bình phong đây rồi. Đặt xong hôm qua là lúc 5 giờ chiều đấy cụ ạ. 5 giờ chiều hôm qua là thợ đặt thợ làm đá là đặt xong là về đấy. Cái đêm qua lại mưa. Đêm qua mưa to này, coi như là vừa mới rửa xong. Vâng, sạch sẽ. Đẹp quá. Đấy, bức đèn này là ở ngoài cổng nhìn vào nó là chữ phúc cụ. Vâng.
Quân Thư là chữ Phúc. Với trạm trổ Tứ Quý. Đấy. Còn phía dưới là bệ Hổ Phù. Rồng. Một bên là thanh kiếm, một bên là cái bút. Giữa là chữ Phúc. Trên là Lưỡng Long Trầu Nguyệt. Đấy. Thế còn cụ đi vòng ra đằng phía trước này xem. Phía trước là cảnh cá chép vượt Vũ Môn. Tức là lên vượt qua Vũ Môn để lên hóa rồng. Đấy. Thế và cũng là Tứ Quý, Tùng Cúc Trúc Mai. Đấy, đấy là mặt phía trước. Cụ đứng dịch vào quay đây để cháu chụp kiểu ảnh nha. Cụ đứng dịch vào không, quay lưng vào kia. Không, đứng như thằng này. Vâng, đứng lùi tí nữa để cháu chụp kiểu ảnh. Đấy, đây rồi, đứng đây rồi nha. Cháu chụp để cháu gửi sang cho ông Trung nha. Đấy, bây giờ cháu chụp này. Đấy, để lấy cả chân cho nó đầy đủ. Đấy rồi, cháu chụp nha. Thôi, cháu là vụ ạ. Đẹp quá. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 2024. Tức là âm lịch là 20... Hôm nay 24. Âm lịch là 24. 24 tháng 4. Đấy. Là bức bình phong đã hoàn chỉnh. Yên ổn ở cái vị trí là đã có cái bệ sẵn của gia đình xây thì họ ra họ đặt rất là ăn ý. Vâng, bây giờ là 5 giờ chiều ngày 27 tháng 4 âm lịch. Tức là ngày mùng 3 tháng 6. Khuôn viên nhà thờ đã tạm ổn, chính thức là thợ xây đã làm hết buổi sáng hôm nay và nghỉ. Sáng mai thì anh em thợ mộc sẽ chuyển cửa từ thạch thất lên để lắp. Các cái hạng mục về thợ xây là xong rồi. Ngày mai tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh nhà và các cái vị trí chỗ nào cần phải chỉnh sửa vá dặm thì mời ông Thu lên yêu cầu. Đấy, họ lắp cửa ngày mai xong thì hôm nay thì lẽ ra chiều nay là bố trí cọ nền đấy, nhưng mà tôi với ông Bình buổi sáng đã làm sơ sơ thì tạm ổn để người ta lắp cửa xong đã. Người ta còn phun sơn ở trên này đã. Đấy. Xong thì lúc đấy làm vệ sinh xong. Nói chung là cơ bản là còn cái phần sơn tường nữa thôi. Và mua sắm nội thất, đồ thờ, chuyển về lắp 95% công việc rồi, 95-98% rồi. Họ ta sắp có nhà thờ mới đẹp rồi. Và bây giờ là 6 giờ sáng ngày hôm nay, thợ mộc đã chuyển cửa lên và đang lắp rồi. Các anh lên rất sớm. Cửa bằng gỗ lim đục Tứ Quý và chữ Thọ bốn mặt, tức là cái cánh cửa ở giữa là bốn cánh ấy. Thế còn ở gian cạnh thì hai cánh đều đục Tứ Quý hết. Cửa lim đấy. Đây là Tùng Cúc Trúc Mai. Lắp xong thì cây nhà sẽ sơn, để sơn lại cả cái màu này. Đấy, đang sơn. Đây là đang xì hơi để làm sạch, sau đó bị sơn. Các ông đang san đất ở trước sân nhà thờ để cho nó phẳng, để còn sau để còn trồng cây hoặc là làm sân vườn cho nó đẹp trước cửa nhà thờ đấy. Ba ông đang san lên trên đấy là đấy. Ba ông đang san lên ở trước cửa nhà thờ.
sân vườn để cho nó phẳng.